Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rò rỉ lịch thi Miss Charm 2020, phần trình diễn trang phục dân tộc không có khiến fan tiếc nuối. Miss Charm 2020, Hoa hậu sắc đẹp 2020 đang dần nóng lên bằng những con số biết nói khi quy tụ rất nhiều chiến binh nhan sắc lẫy lừng. Theo dự kiến, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3, 2020 tại Việt Nam. Đại diện của nước chủ nhà chính là Á Khôi Quỳnh Nga. Mới đây, trên mạng xã hội vừa rò rỉ lịch trình mới nhất của cuộc thi và theo đó hành trình tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện Miss Charm đầu tiên sẽ kéo dài 12 ngày và vào đêm chung kết là sẽ là ngày 17 tháng 3 năm 2020. Như vậy, Quỳnh Nga và các đại diện khác sẽ có tổng cộng 12 ngày để tỏa sáng. Nếu bám sát lịch trình cuộc thi năm nay, thì cuộc thi có điểm mới chính là phần thi chụp ảnh Glam Shot sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 3. Đây được xem là phần thi hấp dẫn khiến fan mong chờ nhất. Khán giả Việt lại tỏ ra lo lắng và tiếc nuối vì lịch trình của cuộc thi không có đêm trình diễn National Costume, trang phục dân tộc. Nhiều ý kiến cho rằng phần thi hấp dẫn này sẽ được lồng ghép trong đêm bán kết diễn ra vào ngày 14 tháng 3. Đến thời điểm hiện tại, khi cuộc thi sắp diễn ra, Quỳnh Nga cũng như các đại diện khác chưa có động thái hé lộ trang phục dân tộc của mình. Mặc dù chưa có thông tin chính xác về lịch trình diễn ra cuộc thi cũng như việc loại bỏ phần thi National Costume, trang phục dân tộc, nhưng khán giả vẫn háo hức và hy vọng được tận mắt chiêm ngưỡng sự thể hiện của Quỳnh Nga cũng như các đại diện khác ở bữa tiệc nhan sắc sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.